Hôm nay thầy sẽ giải cái đề thi học kỳ 1 của trường Nguyễn Trăng. Mới thi ngày hôm qua, ngày 6 tháng 1 năm 2020. Thứ hết là phần trắc nghiệm 6 điểm. Những phương trình tái quyền 1 là gì? 1 chính là tan bi trên 4. Trắc nghiệm là bi trên 4 cộng k bi. Câu số 2, hàm số tan x cộng y trên 2 có nghĩa khi nào? Tan x cộng y trên 2 chính là bằng trừ cotan x. Này bằng này. Trừ cotan x. Bằng trừ cos x chia sin x. Để xác định khi sin khác không? Khác KB. Câu số 3. Những cái phương trình sin 2 bằng sin giải ra 2x bằng x cộng K2B. X bằng b trừ x cộng k2b tương đương x bằng k2b chuyển qua x bằng b trên 3 cộng k2b trên 3 bằng c. Câu số 4, điều kiện cos x trừ 1 khác 0, cos x khác 1, x khác kb 2kb. Tìm tất cả những phương trình cos 4 bằng cos đã nghiệm ra 4x bằng x cộng k2b, 4x bằng trừ x cộng k2b chuyển vế qua bằng k2b trên 3 x bằng k2b trên 5. Nếu bài này chính xác á thì đáp án này, đáp án A nó trùng số 0 nha. Cho nên nếu chính xác ra thì nghiệm của mình đó là K2B trên 5 và cái đây là x bằng 2B trên 3 cộng K2B cộng trừ. K2B trên 3 này có 3 điểm, cộng trừ 2B trên 3 K2B vào điểm nữa là đó là điểm 0, cũng không trùng ở đây. Câu số 6, nghiệm của phương trình đã giải ra được là căn 2 trên 2 là cos b trên 4 2x bằng b trên 4 cộng k2b cộng trừ ha, chia xuống b trên 8 cộng kb chia 2 nữa bằng gì. Cos x trừ cos bình x trừ 9 cos x cộng 8 bằng 0 được một nghiệm đó là cos x bằng 1 bằng 8, nghiệm 8 lần. Cos x bằng 1 nghiệm k2b cos 8 loại bằng c. Phương trình này tôi bấm giải. A là bằng 2, B bằng trừ 3, C bằng trừ 2, B bằng 2, nghiệm bằng trừ 1 phần 2, vậy ta được là sin x bằng trừ 1 phần 2, mình là sin của trừ bi trên 6, trực nghiệm là trừ bi trên 6 cộng k2b, 7 bi trên 6 cộng k2b, bi trừ. Những phương trình này là gì? Được là cos x trên 2 bằng trừ căn 3 trên 2. Trừ căn 3 trên 2 chính là bằng cos của sec cos này. Tính sang radian đi.
ship cốt trừ kính 3/2 trừ kính 3 chia 2 50/6 6 nhân 2 lên 50/3 cộng trừ 50/3 cả 4 bi xì A cộng B cộng C bằng 0 bình 1 nhìn thứ 2 là trừ 5/3 bình 1 trừ 5/3 loại 1 cả 2 bi 10 người tham gia 3 người về đích cùng lúc nhất nhì 3 về kết quả là bình 10 nhân 9 nhân 8 320 còn không thì chỉnh hộp chập 3 của 10 cũng được. Bao nhiêu cách chọn 3 bông chỉ đúng một màu, như vậy là chỉ đúng một màu thôi, gồm màu hồng, màu xanh và màu vàng cộng lại 3 C3 cộng 6 C3 cộng 5 C3 31 chọn 10 người số nữ chọn 4 để có cả nam và nữ, chọn 4 người cả nam và nữ để dùng những cố đối cũng được. Ta chọn ra trường hợp là toàn nam là C 44, trường hợp toàn nữ rồi bấm ra bằng 1 trừ cho 8 và 105 105 mà trừ 8 97 và 105 3 xạ thủ bắn độc lập vào tấm bia trúng mục tiêu lần lượt là 0.8 và sẽ ít nhất một xạ thủ bắn trúng trái nhắc 1 là 3 người bắn trật hết là lấy 1 trừ cho 3 trường hợp trật 0.2 nhân 0.3 người 2 trật người 3 trật 0.4 1 trừ cho 0.024 bằng dê đấy chắc một sở thủ biến trúng là cả ba biến trật là một trật hai trật ba trật số liệu này như số đôi một khác nhau, đôi một khác nhau là cũng khác nhau hết nha. Số tự nhiên của mình là gì, gồm có 10 số 0, 1, 2, 9 số liệu thì có 5 số là A B C D E và chọn y có 5 cách. Chọn A này khác y và khác không, A còn 8. B khác y và khác A, B còn 8. C khác 3 số kia còn 7. Vậy là
8 nhân 8 nhân 7 nhân 6 nhân 5. Thứ 3440. Số hàng chữ x muốn 10 x muốn 5. Vậy ta được x 10 x muốn 5 mình sẽ được k bằng 5 không? K bằng 5 rồi nó là c 5 10 nhân 3 muốn 5 nhân trừ 3 muốn 5. X mũ 5 x mũ 2 lấy mũ 5 là thành mũ 10, y mũ 1 mũ 5 mũ 5 và kết quả âm 093. Bắt đầu 093 có 10 chữ số, vậy phần còn lại là 7 chữ số. Mỗi chữ số có 10 cách, vậy là 1 2 3 4 5 6 7 là bao nhiêu? Thì số x mũ số đang khai triển đây có là c k 10 x mũ 2 của 10 trừ k nhân 2 mũ k. Do là x mũ 6 mình suy ra k này là bằng không, đây có lại x mũ 20 trừ 2k, đại giải là 20 trừ 2k bằng 6, suy ra là k bằng 7. Vậy là 27. Một 5 3 số 0. Đây từ 0 tới 10 và 2 mũ 10 bằng A. Tổng số chấm là số chẵn thì chia 2 lần. Để muốn là chẵn là gì? Đó là 2 lĩ lần 1 lĩ lần 2 lĩ cộng lần 1 chẵn lần 2 chẵn. Quả là 1 phần 2. Phép nào không phép chia hình, vị tự không phép chia hình. Phần nào không có tâm có tâm đối xứng, lục giác đều, nghĩ lục giác đều ra. Hình bình hành để lỗi ra biến tam giác. Nếu thay thì tam giác thì hình bình hành. Hình bình hành. Thì mình có được hai phép, đó là phép đối xứng tâm góc 180 độ và cái phép quay chính nó là 360 độ bi, tức là bi với 2 bi. Ảnh của đường tròn tâm O góc 180 độ thì cái tâm của mình đây là 0,1 chứ mình 0 y 1, quay 180 độ là 0 trừ 1. Tiếp mình 0 y 1, quay 180 độ 0 trừ 1. Bán kính mình nhân lên trị đối của k, như vậy là 4 nhân trị đối của -3 là 12. Khi này sẽ là đóng ví hình bình hành ra. M trung điểm của SB, N trung điểm SC.
MSB NSC. Thì ta có là MN trong song BC. Rồi khi nền đúng là khi nền A. À, MN trước được SBC nên sai. SCG mà đúng. SCG cũng không phải. BC song với AG. Vậy là đúng nó là gì? Thiết diện với hình đen trụ với mặt thẳng phê có số cạnh tối đa là gì? Để số cạnh tối đa nha, là trường hợp nhiều nhất có thể có. Đen trụ vĩ ra, anh ấy xem sao. Lấy một điểm trên này. A này, B này, C này. À, phải tối đa phải là IMN đi, cách được cái gì MN cách BC tại một điểm, cái này cách trên đây điểm. Vậy là phải IMN cách là được là IHNM. Xét các mặt A phải, B phải, C phải thì ta có là gì? Điểm Y là điểm chung của mặt phẳng A phải, B phải, C phải với MNH. Mà cái mặt phẳng A phải, B phải, C phải song song với ABC. Và tiếp mặt phẳng Y, MN cách ABC giao tuyến là MN nên nó cách mặt phẳng A phải, B phải, C phải giao tuyến là đường thẳng qua này song song. Rồi thiết diện của mình là một ngũ giác K I H N M, nên nhiều nhất của mình đó là một ngũ giác, nên có số cạnh tối đa là 5. Cách hết các mạch này có 5 mạch nè, cái hình lên trụ này có 5 mạch, tối đa của mình là cách được 5 cạnh. Cho hình chóp đá hình bình hành. A, B, C, D. M trung điểm BC. Mặt phẳng qua M xem xem BD. Xét mặt đáy. Xem xem SA. Và thiết diện là hình gì? Thiết diện của mình là một hình tam giác. Xe đi xuống. Mình thì mình rời sai. Qua một đường thẳng xác định duy nhất một phẳng chứa thẳng đó sai. Có nhiều mặt phẳng chứa đường thẳng đó giao tuyến các đường thẳng á. 20 hình chóp như vậy, M trung điểm SA này trung điểm SC. Thì mình rồi làm sao được AC
đây là cơ bản, đây chính là mình code của bi trình 3, sinh bi trình 3 giải ra nghiệm bình thường, đã được một nghiệm code bình 1, code bình 1 bằng 2 giải bình thường, chuyển qua thành lực là sinh x cộng kênh 3 sinh chính, kênh 3 cos chính bằng sinh 7 cộng kênh 3 cos 7. Bây giờ là a sinh cộng với cos bằng c chia với cho 2, đây giải 1 phần 2 này chính là mình cos bi trên 3, như vậy được là sinh 9x cộng bi trên 3 bằng, đây là mình sinh bi trên 3 ha, sinh giải ra. Bài số 2 liên quan tới biến ngẫu nhiên rời rạc. Một gia đình sinh hai em bé, xác suất sinh bé trai lần thứ nhất là 0.5, lần thứ hai bé trai là 0.6. Hãy lập bảng phân bố xác suất của biến cố y là số bé gái được sinh ra. Như vậy y này là biến ngẫu nhiên rời rạc, y thuộc vào các tập không gái trong hai gái, một gái trong hai gái trong hai đứa bé sinh ra. Xác suất để không có bạn gái nào, đứa gái nào, đó là hai đứa đều là trai, đứa thứ nhất trai 0.5, đứa thứ hai trai 0.6, nhân lại xác suất để có một đứa con gái, đó là sẽ ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là đứa đầu là con trai, đứa thứ hai là con gái. Trường hợp thứ hai, đứa đầu là con gái, đứa thứ hai là con trai. Nên là được là 0.3 cộng 2 là 0.5. Tiếp tục, trường hợp sinh ra hai đứa con gái, đó là gì? Đứa đầu là con gái là 0.5, đứa thứ hai con gái là 0.4. Lập cái bảng phân bố ra, y p 0.1.2, 0.3, 0.5, 0.2. Nếu như không có bé gái nào sinh ra thì khả năng là 0.3, có một bé gái sinh ra là 0.5, hai bé gái sinh ra là 0.2. Đó là xác suất biến cố y. Cho hình bình hành ABCD, cho hình chóp A chấm ABCD để hình bình hành. Hình này đúng ha. A B C D. Vậy M trung điểm XA, N trung điểm CD, hãy tìm cho tuyến hai mặt phẳng SAN, SAN và mặt phẳng SBC. Thì có điểm S là điểm chung, S chung, S thuộc vào SAN giao với SBC một điểm ha. Thì thứ hai, thấy đường AN cách được BC tại một điểm. Đây. Vậy y là điểm chung thứ hai. Bây giờ tuyến mình được thành SI. Giờ y này là giao điểm giữa BC với AN, BC là chứa trong SBC, AN chứa trong SAN. Câu tiếp theo, chứng minh MN song song với mặt phẳng SBC.
Thì dựa vào câu A. Thầy có N là trung điểm của AI. Lý do là gì? Ta có là CK song song với AN với AI. Mà K là trung điểm của AB thì dẫn tới là C trung điểm của BA. Thì C là trung điểm của BA. Mà ta có là CN song song với AB. Nó suy ra là CN được trung bình của tam giác IBA, CN là trung điểm của AA. Nên có MN song song SA. Mà MN này không chứa trong mặt phẳng SBC, SA chứa trong song song của AA. Nên là MN song song với SA. Còn không thì ta dùng cái hai mặt song song cũng được. Ta chứng minh được mặt phẳng MKN song song mặt phẳng SBC do có là KN song song BC, MK song song SA, đó là mặt phẳng là MKN song song mặt phẳng SBC. MN trước trong MKN hai phẳng nên là mình sao?